Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa, có một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Ngày ngày nó gáy o o o để đánh thức cô bé. Một hôm, cô bé thấy hàng xóm có con gà mái. Cô bèn đổi gà trống lấy gà mái. Gà mái ngày ngày đẻ trứng. Chỉ được ít ngày, cô lại thích con vịt của ông hàng xóm, lại đổi gà mái lấy vịt. Ngày nào, vịt cũng ra sông tắm và bơi bên cạnh cô bé. Hôm sau, có người đến chơi, mang theo chú chó nhỏ rất đẹp. Cô lại đổi vịt lấy chú chó nhỏ. Ôm chú chó nhỏ, cô bé thầm thì: lúc đầu chị có gà trống, sau chị đổi lấy gà mái, rồi chị đổi gà mái lấy vịt. Giờ chị thích em nên đổi vịt lấy em đấy. Chú chó nghe vậy, cụp đuôi chui vào gầm giường. Đêm đến, nó cậy cửa trốn đi và bảo: tôi không muốn kết bạn với một cô chủ không biết quý trọng tình bạn. Sáng ra, cô bé buồn rầu khi chẳng còn người bạn nào bên mình cả. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.